Rồi, ok, được chưa? Rồi. À, chuẩn bị chuyển sang bản T rồi đấy bác ạ. Ừ, thế à? Em thấy họ trên stream họ bắt đầu chơi bản P nhiều rồi. À. Cái nhà đổi xương đấy này. Đây, 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 xuống đây. Xì Reset được bác. đó. Ủa? Ừ. Sao đấy? Bài xấu ạ. À, ừ. Em reset được gì nữa. Ờ, mình không nhìn thấy, đang tính toán kỹ quá. À, đang dần à. Tiếng đâu? Tiếng đây à? Tiếng đây thì phải. Khoai nhìn hình như là thành đang dần. Hình như nếu không nhầm đây là cái giếng. Căng nhỉ, đi đây hơi căng. Xem nào. Hai mươi mười sáu. Không đủ rồi. Không đủ rồi, thành rồi. Rồi. Mai thành sau. Trăm bảy chín. Lót con này à?
Ủa? Tôi hỏng rồi. Sai sách rồi. Hỏng hết rồi. Mình vào chỗ này chắc có gì lỗi sao, mình ra thử xem thì thế thì đo luôn cho nhanh. Ngày thứ bảy rồi à? Không biết kịp ăn món thần kia không. Không kịp ăn rồi. Ba trăm hai tám. Ăn đây, ăn đây, xuống đây. Thường cũng có gì anh à? Biển đông thế. Ba trăm phân cam à.
Ồ, lại xuống đây à? Seven. Oh. Sáu không đủ. Đi ra chạy chẳng còn gì ạ. Ây da, ây xít. Hmm.
Xem nào. Black đây bị chém ấy nhỉ? Lên 13 cơ à? 12 lên 13 kinh thế nhỉ. Biết ngay ở chém Barak mà. Cay thật. Không cao tinh đến khó ghê nhỉ. Quá khó chứ không phải khó. Chả nhìn cái gì đi cả. Đúng rồi. Dò từng tí một ấy, nhưng mà vẫn không nhìn thấy đường. Ấy dạ, mất một con chim rồi. Đèn thế. Chỉ có một con làm gì cắn. Nửa con cũng căng. Một con thôi mà. Ấy dạ, trận này đánh chậm quá. Chẳng phải có lúc chậm chứ lúc tạm nhanh. Mãi thành cao thủ rồi. Phải có lúc chậm chứ.
12, 6, 4. À, chắc là chơi cả sách lớp. Chắc là thấy nhiều mọi sách lớp trên đường đây. Ấy thì mình mua thôi. Thương cung à? Hot cung. Có tiện đường là vả thôi đúng không? Có cái gì? Loanh quanh mà cứ đến gần cuối game mà cứ đi nhặt loanh quanh cũng được vậy. 78 với chim sét với cả sạc lốt thì cũng căng ấy nhỉ. Ấy da. Dạ. Có nhiều tiếng kêu thất thanh quanh đây. Có nhiều tiếng kêu thất thanh quanh đây. Trăm ra đây là 400 được. Ê kìa hỏng bét rồi, quân canh khỏe vậy. Cái con Crystal Dragon con này 800 máu nhỉ, bác Nam nhỉ? Ừ, con nào? Kistan à? Trùng đỏ, ừ. À ừ, Kistan có ăn 800 máu. Hai con thì đánh được, bốn con thì... Người con thì hơi chua luôn. Hai con thì đánh được, thì bốn con đánh được. Bốn con thì lại hơi chua. Thì sợ có bốn con hay chứ.
Wow. Ồ, trời mưa. Hình như trời mưa. Con này anh đây. À, chuyện này đâu một cái một đâu ít ít quá. Thì 5 ngôi. Ok. Cái nhỉ. Ấy à, chú muốn nghe quốc quốc xa sao ấy. quên quên mất không bỏ bóp ở nhà. Dạ.
lên. Oh my god. Lại đến giờ rồi. Lại đến giờ rồi, đến giờ cậu ấy đòi đi chơi rồi. Mèo à anh? Đúng rồi. Cái đến giờ là cậu ấy đòi đi chơi thôi. Anh cha. Nhịp 7, speed nhịp 7 cơ. Ha. Ta ven lên nhưng mà sao gỗ ít nhỉ? Mình không ăn mỏ gỗ nào sao đúng không? Để 2 6 3 xuống. Sách gió đây rồi. Thiếu mũ. Lấy cái mũ nào nhỉ? Lấy cái mũ này à? Chắc rồng có rồi. Giày áo thì ôi trời ơi mày đập chậm quá rồi. Thế à? Đấy cứ chết mà vài con chim sét là nó ta trò ngay lót con này.
Ủa, bác không bị sending data à? Không, bác đang bị à? À đây được rồi, đây đây đây, không sao không sao không sao. Giật mình. Devin. Phải là AD trận này đỏ thật. Cái vòng thực thần ngay trước mặt của mình. Ơ, chết rồi, quên mất rồi. Số cao ghê. Và trận này lấy lên đỏ mà đỏ lắm, nghe là thấy điên rồi đấy.
Chạy ra hơi đỏ. Anh à. Cần phải có tướng phép mà với được cái phóc phiêu mới cái cung đánh vào đứng rất là nhanh. Quá nhanh không phải nhanh. Ra mít cầm độc cung đi quen. Này ban đầu ít nulit thành ra là đo không được nhiều. Có không nhiều Nó khá là ảnh hưởng. cái thằng hôm trước mình chơi nó cũng dị nhỉ, Dị quá dị. độc ở nhà không mà lấy được bộ rồng như thằng Tây phải đúng không nhỉ, Đây. độc ở nhà không, tuần này nó có bộ rồng luôn rồi, sợ thật sự luôn, đánh nó không làm gì được nó cả. Nó đánh nhà rồng mà. Đánh nhà rồng nhưng trên đất chỉ có một nhà rồng, làm sao mà ghép đủ 9 bộ, phải nói là cực kỳ may mắn đấy. Chỉ loanh quanh ở trên đây mà nhặt được đúng bộ rồng luôn, sợ thật, nể thằng ấy thật đấy. Người ta cái gì đêm kinh này, ấy da, quả thấy anh Thành còn gặp còn nặng hơn hôm trước. Ôi dồi ôi, bốn bốn no lag, bác gặp nó giật tắt lại đi hết. Đi hết làm sao được, bộ kia chia ra thì làm sao giật chết đấy, và phải xem tính toán xem chiến thuật thế nào chứ, xem nào.
xem power được bao nhiêu nào. 2007 được 30 con này. 30 con này cộng thêm con này 6424 không đi được. Không đi được. Sao chưa kịp vòng quần. Ấy chưa kịp vòng quần luôn. Cái này lên lên ơi, con này thì ok, bây giờ thì quan trọng 40 x 45 6069 nhân 9 x 4 360 360 cộng với 100 460. Đấy thì được. 460 không chết được. 460 cộng thêm gió nữa là 26 nữa thì cũng chỉ là 369 đúng không? Về về đất mẹ luôn. Đậu xanh. Nhanh quá đúng không? Nhanh quá đúng không? Nhanh quá, với cả trận này bài xấu quá, ít cái này, cái này phải gọi là bài con Adela, trận này quá đẹp luôn ấy. Cầm một tí quân đi đánh mà vừa mới lấy được mấy cái bóc con Devin, con Demon và con Pit thế thôi. Em nhìn thấy rồi. Cầm đúng, cầm đúng 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 cung. Đúng cung thiên thần đi đánh. Trận này cái may nhất là lên được nhiều Knowledge ngay từ đầu ấy. Ui dồi. Nó lợi lắm nhá. Em có 3 cái em được có 5 cái cầu đấy mà đi ra lên đi lên đi lên mặt đất lại không thay đổi cầu đất luôn. Hơi xui đúng không? Em kinh khủng. Ok. Thế được cái loại do mình phải đánh nhanh để lấy cái loại của Adela ấy. Còn chưa kịp làm trận khác chứ nhỉ? Được ạ.